Đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô màu, những bức tranh, bức vẽ tô màu sao thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Xin chào bạn nha, bây giờ sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Sao chú chồng bồi. Nghe là chú chồng bồi mà. Ôi giời ơi, đấy mà hậu quả bị đánh người đấy. Điêu ngà cái bị làm thêm game nữa vẫn được. Làm thêm game nữa luôn để không cần tắt. Biết rồi, nó hết pin. Vẫn đủ. Ừ. Thôi, ai biết rồi. 5 giờ. Mai. Đây. Cho nên chị giác em khiến em buồn. Không rồi được. Đá, tôi được hiện được. Không biết, tôi thấy thử được. Mình ngồi mạnh xuống, tôi sẽ thử được. Đấy, thay người ấy rồi. Thấy ấy, nó thử được. Tôi sẽ thử được. Nghe ngồi dài đấy. Ghế được chưa cơ, mới ngồi mới thử được. Không, cái này em thử được. Thế cái hôm mình lòng rồi. Cậu đừng mà phải ánh mạnh. Ờ, thế mình đã. Mày làm tốt ăn xong xe rồi. Về mình kết thúc mà xong đi bác. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tôi mỏi các. Ai trưởng? Nhắm bố rồi. Nó ra tên. Nhịp mẹ. Em yêu đó. Em yêu đây à. Em yêu đây à. Anh em yêu ở đây à, em yêu ở đây này, 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 ha ha, thằng ngu này, em dám ủi vậy không ủi được đâu, đi đâu 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 mình nói này là chơi với bố đi. Lặn rồi. Anh đây em yêu, anh tới đây em yêu, anh tới đây em yêu. Ok. Ồ ra, ra. Này này, lết nhỉ, lết nhỉ, lết nhỉ. À, chị kìa nó chê đi. Nó ra nó lột. Thì sạch đi rồi, để được. Hậu quả đấy. Hậu quả tiền lắm. Thank you.
làm thêm nước, làm thêm nước, làm thêm nước, nhanh nhanh nhanh. Rồi. Làm được cái nữa. Giờ đi xem mình đây tiếp tục nha bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô mò, những bức tranh, bức vẽ tô mò sao thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Xin chào bạn nha, bây giờ sẽ đi vào chi tiết tô mò như bạn. Mình đang chạm. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nha các bạn. Ui giời ơi. Như vậy bây giờ mình nghe kết thúc nha các bạn ơi.
Lấy gọi thêm một điểm cho mình like các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Qua là chị xó rồi. Chị mẹ đúng dạ.